Xin chào Thinking School, tôi là Trần Phong, giảng viên tại trường Đại học Văn Lang. Tôi đang dạy khoa mỹ thuật và thiết kế và tôi cũng là họa sĩ màu nước. Tôi là giảng viên mới về trường. Hiện tại tôi đang giảng dạy những bộ môn cơ bản như là hình họa, môn trang trí hay là những môn viễn họa liên quan đến màu nước. Và chính vì thế mà hôm nay tôi sẽ có một bài dạy hướng dẫn về cách vẽ một cái hoa cẩm tú cầu bằng màu nước. Và để vẽ được cái hoa cẩm tú cầu này thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hình về hoa cẩm tú cầu ha. Và sau đó chúng ta sẽ việc đầu tiên là chúng ta sketch cái hình hoa cẩm tú cầu. Và sau đó chúng ta sẽ làm cái bước trình tự là lên màu. Và bây giờ chúng ta hãy quan sát các cái bước tôi thực hiện để mình thấy được để có được một bức vẽ hoàn thiện về cái hoa cẩm tú cầu này thì chúng ta sẽ có những trình tự như thế nào để có được một bài vẽ đẹp ha. Bước đầu tiên thì để vẽ được cái hoa này thì đầu tiên mình sẽ sketch. Thì cái việc sketch mình quan tâm là đặc điểm của cái hoa cẩm tú cầu nó là nó có hình tròn. Thì đầu tiên mình sẽ vẽ cái hình dáng chung của hình tròn trước. Và nhớ là khi vẽ cái hình tròn thì mình phải đặt nó cân đối trong tờ giấy để bố cục nó được cân đối, nó không được lệch trái lệch phải. Và cái hoa cẩm tú cầu nó cái đặc điểm của nó là nó có rất là nhiều cái cánh hoa. Thì khi vẽ chúng ta sẽ nhớ là vẽ chi tiết từng cái cánh hoa. Và chúng ta vẽ càng chi tiết thì sẽ giúp cho việc chúng ta lên màu nó càng đẹp hơn. Và sau đó chúng ta nhớ là nó có hai cái lá thì chúng ta nhớ vẽ hình của hai cái lá vô ha. Và bước tiếp theo mình sẽ lên màu thì ở cái bài này cái gam màu chung của nó là cái hòa sắc là hơi màu lạnh và nó gồm có những màu như là màu xanh da trời nè, màu tím nè, màu xanh lá nè, màu tím đậm hay tím đỏ đó. Thì đặc điểm của màu nước khi vẽ là chúng ta sẽ vẽ từ màu nhạt sang màu đậm. Và khi vẽ mình nhớ là vẽ từ trên xuống để cho cái bài vẽ của mình không bị lem. Và sau đây là tôi sẽ thực hiện cái bước vẽ nha. Đầu tiên tôi sẽ loang một lớp màu nhẹ, màu xanh nhạt, và sau đó sẽ tăng các cái lớp màu tiếp theo. Và một vài chỗ mà khi vẽ mình vẽ thì mình nhớ là có thể mình sẽ phun một lớp nước nhẹ lên để cho cái bài vẽ mình nó cảm giác cái màu nó loang ra, nó sẽ tự nhiên và hài hòa. Cơ bản rồi thì mình sẽ lên một lớp màu tiếp theo là màu nhấn để cho các cánh hoa nó được rõ ràng và sắc nét hơn. Và sau khi lên được các cái hoa rồi thì chúng ta sẽ đến cái phần là vẽ cuốn hoa và lá. Thì phần lá thì đầu tiên mình cũng loang một số màu nhẹ, đó là một màu xanh da trời với màu xanh lá, và cuối cùng là màu xanh dương đậm để cho có được cái một cái hoa sắc nó đẹp. Và khi vẽ ở bài này thì đa phần là tôi dùng kỹ thuật wet on wet. Wet on wet là gì? Tức là cái kỹ thuật là ướt trên ướt. Ướt trên ướt tức là mình sẽ vẽ màu ướt và giấy ướt để khi mà nó loang màu ra thì làm cho cái bức tranh nó rất là nhẹ nhàng và trong trẻo. Và sau đó thì mình sẽ dùng cái cọ nét á, mình nhấn các cái chi tiết làm sao để mình thấy được cái đặc điểm của cái hoa cẩm tú cầu nó rõ ràng và sắc nét. Và khi vẽ được xong cái tổng thể rồi thì mình có thể quan sát lại cả bài để mình nhấn thêm các cái chi tiết để cho làm cho cái hoa nó nổi bật hơn. Ví dụ như là có hoa cánh hoa gần, cánh hoa xa thì những cái nào gần á mình sẽ nhấn nó đậm lên để tạo sự nổi bật, còn những ở xa thì mình sẽ không cần nhấn rõ ha. Và cái màu đậm thì mình có thể lấy màu tím mình pha một chút xíu màu đỏ để tạo thành tím đậm ha. Và bước cuối cùng thì để cho cái hoa nó ấn tượng hơn thì mình sẽ loang một xíu màu nền để tạo cho cái bài vẽ mình nó có một chút xíu ấn tượng. Đầu tiên là mình sẽ phun một lớp nước lên trước, sau đó mình sẽ vẩy màu xung quanh cái hoa thì màu nước nó sẽ loang ra, nó tạo cho cái background nhìn nó rất là nhẹ nhàng và thư giãn. Và đó là đặc điểm mà làm cho cái tranh màu nước rất nhẹ nhàng và dễ thương. Và cuối cùng bức tranh cẩm tú cầu của mình cũng đã hoàn thiện. Cảm ơn quý thầy cô đã xem, rất là mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để cái bài vẽ mình càng được hoàn thiện hơn. Và hẹn gặp lại quý thầy cô trong những bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.